Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Calor Sport. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm phụ kiện dành cho xe đạp của Garmin. Đó chính là giá đỡ xe đạp QuickFit. Và cái tên đầy đủ của bộ này nó là QuickFit Quarter Turn Bike Mount. Và với bộ sản phẩm phụ kiện này thì chúng ta có thể sử dụng để gắn những chiếc đồng hồ Garmin sử dụng loại dây đeo QuickFit của chúng ta, như là dòng sản phẩm Phoenix hoặc là Forerunner 945, 935, 955 hoặc là 965 chẳng hạn cũng được, lên phần tay lái xe đạp của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng đến các loại máy tính đạp xe chuyên biệt như là Garmin Edge này nữa. Và nếu như bạn nào không muốn đầu tư một khoản tiền cũng tương đối lớn dành cho các mẫu máy tính xe đạp, thông thường tối thiểu sẽ khoảng tầm 5 triệu đổ lên, chỉ dành riêng cho nhu cầu đạp xe. Và chúng ta còn nhiều nhu cầu khác nữa như là chạy bộ, và đạp xe thì chỉ là một phần bộ môn thể thao bổ trợ của chúng ta, thì bộ phụ kiện này mình thấy là rất hợp lý. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở hộp xem bên trong chúng ta có những gì nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 3 phần giá đỡ ngàm để gắn đồng hồ này. Bộ sản phẩm này thì Garmin bán theo bộ là 3 ngàm kích thước khác nhau chứ không bán lẻ các bạn nhé. Đó, thế rồi. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhanh của Garmin này. Và chúng ta sẽ có thêm một chiếc túi zip để đựng phụ kiện. Đó là phần vòng chun và phần đế để gắn phần ngàm này lên chiếc tay lái xe đạp của chúng ta. Mình sẽ chèn video mình gắn chiếc đế này lên trên ghi đông của xe đạp thì các bạn dễ hình dung hơn. Và chúng ta sẽ có hai bộ vòng chun kích thước khác nhau này, nhỏ và to để phù hợp với kích thước các loại tay lái xe đạp khác nhau. Và đây thì chúng ta sẽ có 3 phần giá đỡ này với kích thước tương ứng. Đó là phiên bản đồng hồ dùng dây đeo 20mm. Thường thì sẽ là các mẫu như là Garmin Phoenix 5S, 6S, 7S hoặc là Epic Pro Gen 2 phiên bản 42mm. Và tiếp theo chúng ta sẽ có giá đỡ dành cho các mẫu đồng hồ sử dụng dây đeo QuickFit 22mm như là các mẫu Phoenix 5, 6, 7, 7 Pro hoặc là các dòng khác tương đương như là Quatic hoặc là dòng sản phẩm Marquee. Marquee thì chúng ta cũng có thể sử dụng được nhé. Và cuối cùng đó là size lớn nhất, là dành cho các mẫu đồng hồ sử dụng dây đeo 26mm như là các mẫu Phoenix 5X, 6X, 7X, Epic Pro size 51mm hoặc là dòng sản phẩm Tactic Delta hoặc là Tactic 7 chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta sẽ có 3 kích thước khác nhau. Và đây thì mình đang có một chiếc Garmin Phoenix 6X này, sử dụng dây đeo ngàm 26mm. Thì bây giờ mình sẽ tháo phần dây đeo này ra và lắp lên phần giá đỡ xe đạp. Tháo dây đeo QuickFit thì rất là nhanh thôi. Và mình sẽ sử dụng ngàm đeo 26mm này. Và chúng ta sẽ cho phần chốt ngang gắn dây đeo này vào phần rãnh khe ở đây. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đó. Chúng ta sẽ kẹp vào phần trên trước. Sau đó ở phần dưới này thì các bạn sẽ sử dụng ngón tay chúng ta, ngón tay cái này, hơi bẻ cho phần ngàm này nó ngã ra để phần chốt này vào vị trí cố định một cách dễ dàng hơn. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong được chiếc Phoenix 6X vào trong phần ngàm gắn đồng hồ rồi. Bây giờ việc của chúng ta là sẽ gắn phần giá đỡ này lên ghi đông tay lái của xe đạp. Thì ví dụ ở đây mình chẳng hạn như mình đã gắn rồi nhé, thì các bạn sẽ để ý ở phần mặt sau giá đỡ này chúng ta sẽ có hai cái ngạnh này, và chúng ta sẽ gắn nó tương ứng vào hai phần rãnh ở phía trên và dưới này của cái phần đế. Chúng ta sẽ gắn ngang như này. Sau đó các bạn chỉ cần xoay một góc là 90 độ, các bạn xoay theo chiều nào cũng được nhé. Thì phần giá đỡ này sẽ tự động được gắn chặt với phần giá đỡ ở phía dưới của chúng ta. Và nếu như các bạn nào sợ nó bị long ra trong quá trình chúng ta đạp xe chẳng hạn này, thì các bạn yên tâm là mình đã test ở rất nhiều điều kiện đường phức tạp, như là chẳng hạn như là đường đất rất là sóc và độ nảy rất là nhiều, thì phần giá đỡ này vẫn hoàn toàn yên tâm chắc chắn.
Cơ chế sử dụng thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất chắc chắn các bạn nhé. Và đây cũng là cơ chế lắp chung của các mẫu Garmin S, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Và mình sẽ nói một chút về ưu và nhược điểm của phần bộ giá đỡ này. Thứ nhất, đó là chi phí rất rẻ so với việc các bạn đầu tư một bộ sản phẩm Garmin S. Ví dụ như là chúng ta đầu tư một mẫu nhỏ nhất như là chẳng hạn S130 Plus chẳng hạn thì cũng xấp xỉ khoảng 5 triệu rồi. Đó. Thì nếu như các bạn đầu tư các mẫu cao hơn như là 530, 540 hoặc 830, 840 hoặc cao nhất là dòng 1030, 1040 thì chi phí còn lớn hơn, xấp xỉ trên dưới 10 triệu đồng. So với việc chúng ta chỉ đầu tư một bộ sản phẩm này chỉ có vài trăm nghìn thôi mà chúng ta đã gắn được đồng hồ lên phần tay lái của xe đạp rồi và hoạt động giống như một chiếc Garmin S. Và điểm lợi tiếp theo của phần giá đỡ gắn lên xe đạp này đó chính là khi chúng ta đạp xe thì đồng hồ được cố định ở phần giữa của tay lái, thì chúng ta rất dễ dàng quan sát các thông số thông tin ở trên mặt hiển thị của đồng hồ. Còn nếu như chúng ta đeo đồng hồ ở tay cổ tay thì các bạn sẽ thường xuyên phải nhấc cánh tay của mình ra khỏi phần tay lái và giơ lên, và như vậy khi chúng ta xem thông số thì sẽ rất bất tiện, nhất là bạn nào đạp xe với tốc độ cao hoặc là những cung đường địa hình mà gồ ghề chẳng hạn, thì khi đấy chúng ta giơ tay lên và lái bằng một tay cũng rất là bất tiện. Đó. Tiếp theo đó là sự tiện lợi trong việc chúng ta xem dẫn đường bằng bản đồ. Thì ví dụ như là khi chúng ta sử dụng dẫn đường bằng bản đồ ở trên đồng hồ mà khi chúng ta đeo ở tay ấy, thì cũng tương tự như là khi chúng ta xem thông số thôi, thì các bạn sẽ thường xuyên phải giơ tay lên khỏi phần tay lái. Thì khi đó khi chúng ta sử dụng cái bộ đế này rồi thì chúng ta hoàn toàn dễ dàng quan sát dẫn đường bằng bản đồ. Và cuối cùng đó là phần nhược điểm của bộ đế này, thì tất nhiên là khi chúng ta gắn vào phần đế như này thì đồng hồ sẽ không thể đo được nhịp tim nữa. Còn nếu như các bạn nào muốn chúng ta vẫn có thể đo được nhịp tim thì tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có giải pháp, đó là các bạn có thể mua thêm một phần đai đo nhịp tim đeo ngực riêng biệt chẳng hạn. Chi phí thì thông thường sẽ khoảng từ 2 đến 3 triệu, vẫn rẻ hơn là chúng ta đầu tư một chiếc Garmin S. Và nếu như các bạn mua một chiếc Garmin S thì bản cơ bản tiêu chuẩn thì cũng không có đai đo nhịp tim đâu, mà các bạn muốn có bản được có đai đo nhịp tim thì chúng ta lại phải sử dụng bản ban đồ. Thì khi đấy thì chúng ta cũng không khác nào là mua thêm đai nhịp tim ngoài cả. Cho nên tính toán lại thì việc sử dụng phần giá đỡ này vẫn rẻ hơn rất nhiều so với Garmin X các bạn nhé. Ok, và đó là bộ phụ kiện giá đỡ xe đạp Quick Fit dành cho đồng hồ Garmin. Ở đây thì mình có thêm một chiếc Garmin mạc Aviator sử dụng cũng ngàm 22mm, thì mình sẽ lắp thử thêm cho các bạn cùng xem nhé. Thì chiếc này của mình cũng hoàn toàn vừa với bộ phụ kiện là tiêu chuẩn 22mm thôi. Hơi chặt một chút thì các bạn bấm mạnh một chút là sẽ vào. Ok, đó. Thì cũng tương tự các bạn cũng xoay vào phần đế này, đó, là chúng ta đã có thể gắn được chiếc đồng hồ lên phần tay lái của xe đạp rồi. Rất tiện lợi đúng không nào?